Xin chào các bạn. Tại cái hội nghị CES 2013, chúng ta đã có 3 thiết bị Nokia Lumia, tuy nhiên là dòng thiết bị tầm trung chứ không phải là một siêu phẩm như mọi người kỳ vọng. Nhưng mà đấy chính là những con bài chủ lực của Nokia trong năm nay. Những thiết bị dòng tầm trung mới là những cái thiết bị mà được nhiều người dùng ưa chuộng hơn. Tại vì Windows Phone 8 ấy, về mặt ứng dụng và một số tính năng khác nó còn hạn chế so với iOS và hệ điều hành Android. Tuy nhiên về cái mức ổn định cũng như là cái cấu hình của nó thì ngon hơn hẳn so với hai điều hành kia, dù là cùng một mức giá tầm trung hoặc là giá rẻ. Và hôm nay mình giới thiệu các bạn cái bài mở hộp về cái chiếc sản phẩm Nokia Lumia 720 là thiết bị còn lại trong bộ 3 520, 620 và 720. Thì đây là một thiết bị Lumia nên mà đương nhiên nó có một điểm đặc trưng ở rất nhiều màu sắc. Chúng ta có thể thấy trên hộp là có màu đỏ, màu trắng, vàng, đen và màu xanh. Đây chính là cái sự khác biệt của dòng Lumia, tại vì nó hướng đến đối tượng là người dùng trẻ trung hơn. Nó có cái ống kính cao dai và ống kính camera cho hình ảnh chất lượng tốt, tương tự như các thiết bị cao cấp như là chiếc Lumia 920 của chúng ta. Có vi xử lý Snapdragon S4, Windows Phone và cái công nghệ Huawei Mobile. Và mình sẽ mở hộp này ra. Cái màu sắc của chiếc máy này sẽ được in dòng chữ ở bên dưới và các bạn cần phải kiểm tra. Chỉ cần trên hộp thì tất đều hiển thị tất cả các màu. Và đây là mình đang có chiếc Nokia Lumia 720 phiên bản màu vàng, một cái màu rất là đẹp và chóe lóe. Ta sẽ có một cái chọc SIM. Chiếc máy này sử dụng micro SIM. Bên trong này chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng Nokia Lumia 720. Phụ kiện thì bên trong này sẽ còn có là tai nghe này, có cáp kết nối micro USB và chúng ta sẽ có một cái cục sạc. Như vậy là đã hết. Và đây là chiếc Nokia Lumia 720 của chúng ta. Cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm chiếc máy này vào có thể thấy là nó khá là đẹp, rất là sang trọng. Thì nó có hơi hướng giống với chiếc Nokia Lumia 820 một chút, máy hơi mỏng. Có lẽ là cảm giác của mình là do mình đã cầm chiếc 520 và 620 và nó không được đẹp những thiết bị này. Cái phía trước chúng ta sẽ có một cái loa đàm thoại, camera và có dòng chữ Nokia. Bên dưới là 3 phím cảm ứng Back, Home và phím tìm kiếm hệ điều hành Phone 8. Camera trước này cho phép quay phim HD. Cạnh phải là nơi có thể nói là đặc trưng nhất của dòng Lumia với 3 phím điều khiển khác nhau, gồm phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn và cuối cùng là phím camera. Và mặt sau chúng ta sẽ có camera của nó có độ phân giải khá là dị là 6.7 megapixel, ống kính Kazai như mình đã nói. Có đèn flash LED, dòng chữ Nokia được in rất là nổi như kiểu là chữ dành cho người mù chúng ta có thể sờ được. Có loa ngoài này và chúng ta sẽ có một cái ba cái chấm này thì chúng ta sẽ có đeo một cái ốp lưng phụ kiện để nó có thể sử dụng sạc công nghệ sạc không dây cho máy. Bên dưới chúng ta có cổng kết nối micro USB và cái mic đàm thoại. Trên đỉnh máy chúng ta có giắc cắm tai nghe 3.5mm và một cái khe chúng ta có thể chọc nó ra. Đây chính là khe lắp SIM của chúng ta. Cái máy sử dụng micro SIM, các bạn thấy đây chính là khe SIM và chúng ta sẽ đẩy nó vào. Nó có cái lò xo bên trong nên chúng ta đẩy vào thì nó có độ phản hồi cũng như đẩy lên rất là thực. Tuy nhiên thì cái này nó làm không chắc chắn, các bạn thấy là mình đẩy vào thì nó hơi nghiêng một tí này. Rất dễ là cái hiện tượng nếu ta đẩy mạnh quá là sẽ gây ra hỏng cái khay này. Nokia thiết kế cái đoạn này nó hơi tù rồi, không hợp lý cho lắm, mình nghĩ là cần phải làm chắc chắn hơn, này khó đẩy vào. Và bên cạnh trái còn lại thì chúng ta sẽ có một cái khay thứ hai. Đây chính là khay chúng ta được thẻ nhớ micro SD mở rộng bộ nhớ trong cho máy. Lần đầu tiên mình thấy Nokia cũng có thiết kế mà họ để khay để được khay thẻ nhớ ở bên ngoài như kiểu là khe cắm SIM. Thì thế nên mà rất dễ chúng ta có thể bị nhầm hai cái khay này với nhau. Như vậy là thông qua cái khay này chúng ta sẽ biết được là chiếc máy này có thiết kế nguyên khối hoàn toàn và chúng ta có thể tháo không tháo được nắp lưng giống như các thiết bị cao cấp 920, chứ nó không phải là cái loại đổi vỏ giống như là các thiết bị Nokia 520 hoặc 620. Vì vậy muốn mua máy màu mới các bạn bắt buộc phải mua máy mới hoàn toàn chứ không thể là dễ dàng thay nắp lưng. Về cái màn hình của chiếc máy này thì nó có cái màn hình là màn hình IPS LCD, màn hình của nó là 4.3 inch, độ phân giải vẫn là 480 nhân với là 800 chứ không phải là độ phân giải HD. Như vậy là nó không thể là cao cấp bằng với dòng thiết bị Nokia Lumia 920. Nó cũng sử dụng công nghệ Clear Black Display của Nokia, cho phép chúng ta hiển thị dưới nắng tốt hơn cùng với kính cường lực Gorilla Glass 2 bảo vệ. Cái màn hình của máy không làm phẳng hoàn toàn mà hơi cong một tí, thì các bạn dễ dàng nhận thấy cái ánh sáng chiếu vào thì nó được phản chiếu ra đều 4 cái góc chứ không thể là phủ toàn bộ cái bề mặt này, nên nhìn nó rất là đẹp. Các bạn thể thấy là công nghệ Clear Black Display thể hiện màu đen nó quá tuyệt vời. Về vi xử lý thì nó sử dụng vi xử lý Snapdragon S4 tốc độ 1G, RAM 512MB, GPU điều hòa là Adreno 305. Thời lượng pin của máy là 2000mAh. Và được chi tiết hơn về một số thông tin cũng như cái cảm nhận đánh giá chiếc máy này thì mình sẽ hẹn các bạn trong một cái video lần sau. Hiện nay thì 7S đang có bán 3 màu của thiết bị này, bao gồm màu trắng, màu đen và màu vàng. Các bạn có thể đến các cửa hiệu của 7S để trải nghiệm thiết bị này thực tế trên tay. Và mức giá của máy các bạn nên kiểm tra thường xuyên tại trang 7s.com.vn. Các bạn có thể video đừng quên like, share nó với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.